Rồi chúng ta bước qua cái bài triệu chứng hội chứng tâm thần. Thì các bạn nhắc lại các bạn là trong cái tâm thần thì theo tổ chức y tế thế giới người ta chia thành cái chuyên khoa tâm thần của mình có 10 nhóm khác nhau từ F0 tới F9. Thì các bạn thấy là từ trẻ em tới người già, từ cái người bình thường tới cái người mà có những cái bệnh lý mãn tính hay bệnh lý cơ thể nói chung thì đều có những cái triệu chứng hay là những cái bệnh hay rối loạn về mặt tâm thần khác nhau. Như vậy thì mình tiếp cận để chẩn đoán một rối loạn tâm thần nào đó thì các bạn phải nắm được những cái triệu chứng hay hội chứng tâm thần. Như vậy thì ở đâu ra cái này? Nhiều khi các bạn giao tiếp với một cái người nào đó, nhiều khi mình vẫn nói chuyện sinh hoạt chung người đó nhưng họ có vấn đề về tâm thần mình cũng không biết. Như vậy thì mình để ý chỗ nào mình mới biết đây là triệu chứng về mặt tâm thần. Thì trong tâm thần các bạn khai thác như thế nào? Nó không giống như là mình nhìn sờ gõ nghe giống như những cái chuyên khoa khác. Thì trong tâm thần các bạn thấy là mình chủ yếu là mình quan sát tức là mình nhìn nhìn hình dáng như thế nào, nhìn cách sinh hoạt như thế nào, nhìn cách ăn mặc như thế nào, và quan trọng nhất là mình khai thác thông tin. Khai thác thông tin thì các bạn thấy là trong tâm thần có những cái nhóm khác nhau như vậy. Thứ nhất là thông tin có thể chính xác hoàn toàn, cái người đó hoàn toàn có thể cung cấp thông tin các bạn chính xác. Chẳng hạn cái nhóm bệnh lo trầm cảm, các bạn thấy là nếu các bạn có mối quan hệ tốt, xây dựng mối quan hệ với thầy thuốc thì bệnh nhân tốt, tỏ ra thái độ quan tâm, chia sẻ và có sự đồng cảm tốt, bệnh nhân hoàn toàn cung cấp các bạn đầy đủ thông tin, không thiếu thông tin nào hết và không cần phải có thông tin thêm cũng được, hoặc là những thông tin phụ ở người quan sát khác chỉ hỗ trợ thôi. Đó là cái nhóm lo trầm cảm. Cái nhóm thứ hai á, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, vẫn sinh hoạt được nhưng thông tin đôi khi nó không chính xác, chà cái nhóm loạn thần. Cái nhóm loạn thần người ta cứ nói ra, nói những cái suy nghĩ người ta thôi chứ không có phải là thực tế. Ta nói ba mẹ ta hại ta tìm cách bỏ độc cho thức ăn, thậm chí gặp là tôi phải xử ông bà, ví dụ vậy. Ta cứ nói họ rất là sinh hoạt như giống như bình thường, ăn uống ngủ nghỉ, mà gặp ba mẹ cứ tấn công. Do đó cái thông tin từ phía bệnh nhân đó mình thấy được, mình lấy được, nhưng mà mình nói lấy được nhưng mà mình cần phải xác định là thông tin nó mức độ chính xác như thế nào, thực tế nó ra sao. Cái nhóm đó là nhóm loạn thần và mình hoàn toàn không có tin vào cái thông tin đó nếu mình thấy là nó không phải, nó thuộc về hoang tưởng ảo giác. Cái nhóm nữa là các bạn thấy là liên quan tới những cái sa sút hay là quên, thì những cái triệu chứng bệnh nhân đôi khi người ta bị chuyện, tức là lấp về thông tin nào đó người ta không nhớ và người ta mô tả gì đó, thì cần phải có sự xác định và thông tin từ phía người nhà, người chăm sóc thì nó mới chính xác. Trẻ em thì cái nhóm trẻ em thì không bao giờ nó mô tả chính xác cái tâm trạng hay cái suy nghĩ nó, tại vì nó không có đủ cái ngôn từ hay nó đủ cái từ vựng hay là đủ cái kiến thức để nó nói được cái thông tin đó. Do đó là mình phải chơi với nó trò chơi, hoặc là mình lấy thông tin từ phía người chăm sóc, ba mẹ hay là thầy cô giáo. Do đó các bạn thấy là cái tâm thần nó có nhiều khía cạnh gì đó nhưng mà chủ yếu là khai thác thông tin và mình cần biết thông tin gì trong cái nhóm đó và quan sát, chứ mình không có cái ống nghe mình nghe được trong cái tâm thần ha, và không mình gõ được. Mục tiêu của cái bài triệu chứng hội chứng này, các bạn làm sao phân biệt được các hoạt động tâm thần khác nhau, mình đang khám về hoạt động nào, mình phải nói. Chẳng hạn mình khám về cái triệu chứng hoang tưởng, mình đang khám về cái tư duy suy nghĩ của mình nha ha. Mình mô tả và nêu ví dụ từng triệu chứng, chẳng hạn triệu chứng đó mình mô tả và cái hội chứng như thế nào và sự liên quan triệu chứng với cái bệnh gì. Tại vì chẳng hạn như các bạn thấy là khi mà mình khám về bệnh nhân mà người ta than, khi đến với các bạn người ta than là đau hố chùa phải, nó là một triệu chứng thôi, thật ra nó nằm trong nhiều triệu chứng khác nhau nhưng mình nghe từ đau hố chùa phải mình nghĩ ngay đến là viêm ruột thừa đầu tiên. Như vậy thì
trong tâm thần nó cũng có cái những cái triệu chứng mà đặc trưng như vậy đó, đến với một cái bệnh lý hay rối loạn tâm thần nào đó đặc trưng, các bạn chú ý điều đó. Và thậm chí là nó có rất là nhiều triệu chứng khác nhau, mình nghe triệu chứng đó mình nghĩ ngay bệnh gì ha. Trong cái hoạt động tâm thần các bạn thấy là nó cũng vòng vòng, những cái mấy bạn biết, các bạn nhớ cái từ ý thức nha, ý thức tỉnh mê. Các bạn trước đây có thể sử dụng cái từ gì nhưng các bạn nhớ từ tỉnh mê nó ý thức mới đúng. Nếu bệnh nhân tỉnh đó thì mình mới khám được thông tin chính xác. Bệnh nhân mà không còn tỉnh nữa, trạng thái từ tỉnh bước qua không còn tỉnh thì chữ mấy bạn nhớ những cái bệnh chẳng hạn như sản, những cái bệnh gì nặng ảnh hưởng trên não nó mới gây bệnh nhân không tỉnh. Như vậy thì khám tâm thần bệnh nhân phải tỉnh táo, mấy bạn nhớ. Và thậm chí được tất cả các chuyên khoa khác thì bệnh nhân buộc phải tỉnh táo mình mới khám xuống. Mình khám bệnh nhân lúc tỉnh lúc mê, mình chạy lên mình báo thì mọi người đi xuống mình hội chẩn nha, lý do gì người ta tỉnh mê, chắc chắn là nó rối loạn gì rất là nặng trong não hoặc là bị thuốc ngủ thuốc mê gì đó. Các bạn thấy là cái hoạt động tâm thần của con người đi từ cảm giác, tri giác, cảm xúc, khí sắc, tư duy, hành vi, trí nhớ, trí năng. Cảm giác mấy bạn nghe từ cảm giác, mình sử dụng giác quan giống như đầu thần kinh mình khám hay mắt hay tai mũi họng gì đó cũng chưa có chính xác nhất. Cái cảm giác trong tâm thần nghĩa là gì các bạn? Ví dụ một cái người mà bị trầm cảm xuống đó, mấy bạn thấy cái người ủ rũ mà vô lớp nằm việc ngồi ủ rũ đó, mấy bạn khác vẫn ầm ầm, thầy cô giáo nó ầm ầm, cái người đó vẫn vẫn không phản ứng gì trên, tức là giảm cảm giác. Nghĩa của tâm thần là gì? Khi các bạn vô bệnh viện các bạn sẽ thấy có những cái bệnh nhân hưng cảm hay là loạn thần cấp đó, họ đang nằm đang đang ngồi vậy đó, chỉ cần một cái tác động nhỏ hoặc là mình bạn đi qua thôi, hoặc có ai đó đi làm cái tiếng động, họ cũng phản ứng rất là dữ, nó là tăng cảm giác theo nghĩa của tâm thần. Cái từ tri giác hồi nãy là trong cái bài đại cương đó, bài đại cương có đề cập tới tri giác. Tri giác là sự diễn giải tín hiệu từ giác quan, do đó các bạn nhớ là khi mà cái từ này mà tỉnh mê là sai nha, từ tỉnh mê ý thức, cái từ tri giác là diễn giải tín hiệu thu được từ giác quan. Cảm xúc thì các bạn biết là vui buồn lộ ra nét mặt, thể hiện cái thái độ mình đối với cái kích thích bên ngoài cũng như bên trong. Cái khí sắc là một cái tâm trạng bên trong. Tư duy, hành vi, trí nhớ. Tư duy là cái gì phán xét, phán đoán, suy nghĩ, hành vi, hành động thôi. Trí nhớ là nhớ gần, nhớ xa, nhớ tức thì vậy đó. Trí năng là khả năng tính toán, khả năng phân tích, khả năng lên kế hoạch, ví dụ vậy. Do đó các bạn thấy là rối loạn một hoặc là nhiều hoạt động tâm thần nó là triệu chứng. Một cái triệu chứng nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng khác, ví dụ vậy. Như vậy thì khi mà mình học cái bài mà triệu chứng hội chứng này đó thì các bạn nhớ thứ nhất là cái nào mình đã biết rồi đó thì mình học sao, cái nào mình chưa biết, chẳng hạn nghe từ tri giác này hồi nãy là hồi nào giờ mình nói tri giác là thức tỉnh, nhưng bây giờ tri giác nó là sự diễn giải tín hiệu từ giác quan, mình hay lại cái chỗ này nữa mình học trước. Tại sao có cảm xúc rồi, tại sao còn có khí sắc nữa? Khí sắc là một cái tâm trạng cảm xúc bên trong và nó phải kéo dài. Chẳng hạn bạn này nào nói là dạo gần đây tôi cảm xúc tôi lâng lâng vui vẻ trong trong người tôi đó, cái tâm trạng tôi lâng lâng vui vẻ đó là khí sắc đó. Ngược lại một số bạn có sự cố hay gì đó, dạo gần đây cái tâm trạng mình bên trong nó cứ buồn buồn, mặc dù mình có thể nói cười với người khác, do đó các bạn thấy bên trong nó là khí sắc. Khi mà mình hiểu rồi đó mình mới khám được. Như vậy thì nguyên tắc thứ nhất là mình phải hiểu và mình ứng với bản thân của mình, và cái nào mà mình chưa biết thì mình highlight lại. Các bạn thấy highlight chỉ có hai cái đỏ thôi ha. Cái thứ hai đó là muốn học bài này tốt, tự mình khám cho bản thân mình luôn, khám luôn mình có trong suốt cái quá trình mình sống lớn rồi từ nhỏ tới lớn có triệu chứng nào trong đây không. Thứ hai mình khám mình xong mình khám bạn bè xung quanh luôn, rồi mình khám những người xung quanh mình luôn, hay mình khám bệnh nhân của mình luôn, như vậy họ có vấn đề gì về mặt suy nghĩ, có vấn đề về mặt hành vi hay không. Khi các bạn đã hiểu rồi, khám rồi, các bạn thấy đâu đó cũng có vấn đề ha, chắc chắn trong nhóm của mình sẽ có người này người kia có triệu chứng. Nhưng các bạn nhớ giống như câu hỏi của bạn nào là khi nào nó trở thành bệnh lý, khi những cái triệu chứng đó đó nó ảnh hưởng đến chức năng
ảnh hưởng mối quan hệ, nó mới là bệnh lý. Còn người ta có triệu chứng thì mấy bạn cứ nói có triệu chứng thôi, nhưng mà không phải là cái đó bệnh lý ha, bạn phải hiểu điều đó. Các bạn cái phần mà cảm giác thì các bạn có thể đọc được, nó tăng cảm giác, giảm cảm giác theo nghĩa của tâm thần là vậy. Phần tri giác và rối loạn tri giác. Tri giác nó là diễn giải, phản ánh tín hiệu từ giác quan hay là các cảm giác. Các bạn thấy, các bạn nghe đó, nó là giác quan, nhưng mà diễn giải nó cái gì đó, nó mới là tri giác. Như vậy thì mấy bạn thấy là đôi khi diễn giải nó là sai, có thực tế diễn giải thành sai, thì nó là ảo tưởng. Thực tế nha hạn, mấy bạn nghe, mấy bạn thấy, mấy bạn đi, mấy bạn sờ gì đó, chẳng hạn như mấy bạn đạp phải sợi dây, mấy bạn chết mồ, tôi đạp phải con rắn rồi. Như vậy thì cái mấy bạn đạp nó là sợi dây, nhưng mấy bạn diễn giải thành con rắn. Như vậy thì diễn giải sai hay là cái tín hiệu có thật nhưng mà diễn giải sai, thì nó là ảo tưởng. Như vậy mấy bạn hồi nãy có bạn nào nói nó là ảo tưởng là gì đó, thì coi chừng các bạn, cái từ ảo tưởng mấy bạn chưa hiểu lắm. Cái từ ảo tưởng là tưởng nhầm, tưởng nhầm mới đúng nha, chứ không phải là nghĩ nhầm. Cái rối loạn tri giác tiếp theo nó là ảo giác. Ảo giác nó là một triệu chứng loạn thần, tức là không có gì mới diễn giải thành có, tức là người ta không ai chửi bới, chứ thực tế ở ngoài không có, nhưng bệnh nhân vẫn nghe cái tiếng chửi bới trong đầu người ta, hoặc là người ta thấy ma thấy quỷ mà thực tế không có. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu đó, thì cái từ này có thể là nó thuộc từ phía mà gốc Pháp sao. Thì các bạn thấy là cái déjà vu tức là một cái trải nghiệm lần đầu tiên nhưng mà từng giống như từng được trải nghiệm. Déjà vu đó là một cái hiện tượng trí nhớ, thì một cái sự việc mà rất quen thuộc, tự nhiên mình thấy nó rất là lạ, không có nhớ nổi cái nó cái gì. Như vậy thì đó là hai cái hiện tượng nó hay đi kèm với nhau. Giải thể nhân cách tri giác sai thực tại. Giải thể nhân cách tri giác sai thực tại thường xảy ra cái cơn hoảng sợ hoảng loạn. Nếu bạn mà bị lo sợ hãi cái gì đó thì chuyện bình thường thôi. Các bạn thấy lúc đó là cơ thể của mình bắt đầu nó hồi hộp, nó khó chịu gì đó, các bạn đang lo sợ đó. Các bạn cứ nhân lên cái cường độ nó khoảng 100 lần, 1.000 lần, nó ra cái cơn gọi là cơn hoảng loạn hay cơn hoảng sợ. Lúc đó mình quá sợ rồi. Thì lúc đó cơ thể của mình giống như mình tách ra khỏi cơ thể mình đó, mình không còn là chính mình đó. Mình nhìn quan sát mình được luôn đó, nó là giải thể nhân cách. Tri giác sai thực tại là thế giới xung quanh này không còn thực nữa, nó là không còn giống như thực tế nữa. Do đó các bạn thấy là giải thể nhân cách tri giác sai thực tại. Có một bạn sinh viên nói là khi mà thi lâm sàng ngoại khoa đó, có ông thầy ngoại khoa, khi ông kêu bạn đó lên đó, cái quãng đường bạn đó đi từ bàn đi lên bàn thi đó, bồng bềnh giống như đi lên trên đi biển vậy đó, đó là tri giác sai thực tại. Ông thầy ông nói tên, ông hỏi tên cái là bạn này không biết mình là ai luôn, nó là giải thể nhân cách giống như vậy mà. Quá sợ ông thầy. Như vậy thì các bạn thấy là déjà vu, déjà vu, giải thể nhân cách, tri giác sai thực tại, mình sẽ đi vào hai cái triệu chứng này thường thấy trên lâm sàng của bệnh nhân ha. Ảo tưởng thì cái ảo tưởng đó là mấy bạn nhớ cái từ này là tưởng nhầm, giống như mình giải thích trước, nó là tưởng nhầm chứ không phải là nghĩ nhầm. Tức là mình nghe gì, mình thấy gì nhưng mình diễn giải sai, tức là có sự vật hiện tượng nhưng sai. Giống như mình nhìn thấy dây thừng mình tưởng là con rắn, hay đạp phải dây thừng mình tưởng là đạp nhầm con rắn. Bạn nào hay lo âu hay sợ sệt chẳng hạn, sợ ma, bạn thấy cái bóng trắng áo blue cái gì đó bay bay bay, mình bước vô cái phòng trực hay gì đó hoảng hốt, mình tưởng ma ví dụ vậy, thì đó là tưởng nhầm, nó ảo tưởng. Thì cái người mà càng mà lo âu đó thì cái ảo tưởng này càng nhiều.
Do đó các bạn nhớ cái ảo tưởng. Tuy nhiên cái triệu chứng ảo giác nó là bệnh lý rất rõ. Thì các bạn thấy là tri giác như có thật về một sự vật không có thực. Chẳng hạn nghe và thấy gì đó, thực tế không có. Chẳng hạn các bạn thấy quan sát lên cái ghế sofa tự nhiên có bàn tay, thực tế không có mà tự nhiên thấy gì đó. Như vậy các bạn suy luận lại là cái người mà bị tâm thần phân liệt đó có một triệu chứng loạn thần này. Bạn nhớ ảo giác nó là loạn thần, không có mà nghe vẫn nghe thấy có và nghe có và thấy có. Như vậy thì cái người loạn thần này sao, người ta rất là sợ hãi, sợ vô cùng. Chứ mình nghĩ là bệnh nhân tâm thần là người ta ta khỏe khoắn là muốn nói và chửi ai, không đúng đâu. Người ta luôn ở trạng thái thù thù hằn sợ hãi, ta thấy những hình ảnh và nghe cái tiếng chửi bới trong đầu người ta liên tục, ví dụ vậy. Do đó các bạn phải thông cảm tại sao nó có những cơn xung động kích động hay tấn công người khác. Lý do là họ nghe những cái tiếng, họ thấy những hình rất là đáng sợ. Như vậy mình học một cái triệu chứng là ảo giác. Ảo tưởng thì nó không loạn thần các bạn, ảo tưởng dành cho mấy người lo âu thôi, nhưng ảo giác nó loạn thần. Mấy bạn nghe từ loạn thần rồi thấy tính kỳ cục rồi nha, déjà vu nha. Mấy bạn giống như Mỹ Tâm hát cái bài hát và dường như ta đã đó, tức là mình thấy nhìn mặt cái người này á, mình biết lần đầu tiên mình gặp anh ta rồi, nhưng mà tại sao mình thấy giống như kiếp trước mình gặp ổng vậy đó. Nó là dường như ta đã. Hoặc là đưa mấy bạn vô cảnh nào đó, mấy bạn biết lần đầu tiên mình đến đây nhưng sao mình thấy quá quen thuộc. Nó là déjà vu. Chai mà vu là không bao giờ nhớ, cái này rất quen mà tại sao không nhớ nổi nha, không nhớ nổi. Giống như nội dung cái bài mấy bạn học rất là thuộc rồi, tới chừng hỏi tới câu này không biết nó nằm đâu. Xảy ra những người lo âu nhiều. Cái triệu chứng này là gì? Paul Newell mà. Mấy bạn thấy cái hình ảnh này nó giống như trong cái sự trợ giúp trong cái trường quay, giống như là trong cái Ai Là Triệu Phú cũ vậy đó. Thì các bạn thấy là cái hình ảnh này mình mô tả lại, ông này ông nghe trong đầu trong tai vậy đó. Cái ảo giác rồi rất là khó để diễn giải bằng hình ảnh các bạn. Đây là hình ảnh trong một cái quyển sách nó mô tả ảo giác, ta ghi là nghe trong đầu nghe trong tai vậy đó. Khi mà sử dụng thuốc vô đó thì những cái tiếng trong đầu chúng ta nó sẽ hết. Thực tế là vậy các bạn, những người ảo giác mấy bạn thông tin đem về cho thuốc vô, thậm chí hiệu quả hơn là chữa kháng sinh đó, cho bệnh nhân nhiễm trùng đó. Như vậy thì mấy bạn sẽ thấy là cái từ cái hình ảnh này mô tả về ảo giác trong cái quyển sách đó thì các bạn chọn ảo giác là đúng rồi. Nhưng mà thực tế nếu mà áp dụng theo cái định nghĩa đó, có sự vật hiện tượng và mình diễn giải khác thì nó là ảo tưởng. Nha, các bạn nhớ nha, trong quyển sách gốc đó, nó này nó mô tả ảo giác, tại nó không có biết sao nó dễ gì nè thành ảo giác, còn thuốc vô thì mấy này nó mất tiêu, nó hết ảo giác. Còn mà thực tế nếu mình diễn giải thì nó là ảo tưởng là đúng, tại vì nó là có sự vật hiện tượng thực sự, mình diễn giải sai. Như vậy mình đã đi qua cái phần tri giác. Như vậy các bạn nhớ ha, có một cái triệu chứng là ảo giác, một triệu chứng loạn thần. Bước qua cái phần mà triệu chứng tiếp theo là cảm xúc khí sắc. Cái này mấy bạn tự mình khám cho mình nha, mình có ảo tưởng không, mình thỉnh thoảng có ảo giác hay không. Một số người thỉnh thoảng có ảo giác các bạn, nhưng mình cũng không phải bệnh lý ha. Và mình có cái hiện tượng déjà vu không, có cái hiện tượng chai mày vu không, có khi nào mình lên cơn hoảng sợ hoảng hốt, và mình có cái hiện tượng giải thể nhân cách hay tri giác thực tại không? Mình khám thử là mình có không. Thì trong số này chắc chắn các bạn sẽ có là thỉnh thoảng mình có triệu chứng chưa chắc mình bệnh nha các bạn, mình nhớ nha. Do đó là các bạn thấy nếu mà triệu chứng cộng thêm nhiều triệu chứng khác giống như phần hội chứng phía dưới mình nói đó thì đó mới là bệnh ha. Còn nếu ảo giác mà nó dai dẳng rồi đó thì các bạn nên đi đi khám bệnh ha.
cảm xúc khí sắc thì mấy bạn thấy vui buồn hay hiện ra nét mặt à. Còn cái khí sắc là gì? Cảm xúc là cái biểu hiện ra cái thái độ mình đối với cái kích thích, có thể bệnh bên trong bên ngoài, bực bội hay mình có chuyện gì trong người đó, mấy bạn cũng nhăn nhó này kia đó, nó là cảm xúc. Mấy bạn thấy cái hình ảnh đẹp hoặc là một cái câu chuyện vui, mấy bạn vui ra mặt, đó là cảm xúc. Nhưng mà bên trong nó, tâm trạng bên trong nó mới là cái khí sắc. Khí sắc là một cái trạng thái cảm xúc chủ quan theo thời gian, mấy bạn nhớ cái định nghĩa nó ngắn thì nó đủ. Trạng thái cảm xúc chủ quan, chủ quan nghĩa là sao? Là cái bản thân cái người đó mới cảm nhận đúng cái triệu chứng này. Mình không thể nào mình thấy được trong cái tâm trạng của bạn mình như thế nào. Mình biết có vẻ hơi buồn đó, nhưng mà không biết là mức độ như thế nào. Chỉ có người mang cái tâm trạng đó người ta mới biết nó là chủ quan. Và phải có thời gian, tức là phải kéo dài. Như vậy bệnh hay không ở chỗ là khí sắc, bạn phải biết. Như vậy thì khám cảm xúc thì dễ rồi, nhưng khám khí sắc không phải dễ. Nếu các bạn không có cái bạn mình kế bên, thì bạn bạn nhớ là bữa nay mình gặp được bạn mình đó, thì cảm xúc của bạn mình như thế nào hôm nay? Mấy bạn đang khám nha. Nhìn có vẻ trầm tư cũng đúng ha, vui vẻ đang tức, có cái người không vui không buồn ha, có người vui vẻ, các mấy bạn đang khám đó ổn định hài hòa như cái người mỗi ngày, ví dụ vậy. Nhìn có vẻ trầm tư ha, có vẻ bực bội, mấy bạn đang khám đó, đang khám. Như vậy mấy bạn thấy khám tâm thần về mặt cảm xúc mấy bạn khám đâu đâu có gì khó ha. Ôn hòa, vui vẻ, bực bội, nhân dân. Mấy bạn nhớ là mình trả lời theo bám theo cái câu hỏi gì là đúng đó. Câu hỏi tiếp theo là dạo gần đây tâm trạng của anh chị như thế nào? Các bạn như thế nào? Tâm trạng. Cái này các bạn phải biết là mình đang khám cho mình ha, giống như là cái này đơn giản giống như anh đang khám cho các bạn vậy đó. Do đó nữa các bạn nữa khám cho bệnh nhân của mình thì mình không thể nào lấy cái phone éo que này cho bệnh nhân đánh được, nhưng mà mình sẽ thể hiện cái thái độ chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, và mình thể hiện cái sự giúp đỡ, hy vọng người ta nói, chứ không hỏi dễ người ta nói tâm trạng cho các bạn nghe. Bây giờ anh nhìn vô cái biểu đồ này, anh cũng không biết ai nói ra cái này, nhưng mà đây là cái thống kê của lớp. Bạn chú ý lớp mình như vậy đó, chẳng hạn lớp mình 50 người ha, thì các bạn chú ý đi, lớp mình 50 người đi, thì cái này dạo gần đây tâm trạng như thế nào, mấy bạn đang nói rất là đúng chính xác cái tâm trạng các bạn luôn đó. Nó là khí sắc, cái từ khí sắc hồi nãy đỏ đỏ đó, bạn mà nói rồi đó. Trước tiên là mình hiểu và tự khám mình trước, mình khám cho người xung quanh được, mình hãy khám cho bệnh nhân, chứ không phải dễ là nói ra. Cái tâm trạng mà rất vui vẻ này đó, cái khí sắc rất vui vẻ, lân lân hoài một hai tuần nay cứ vui vui đó, nó giống như người mà mới yêu, giống như là mới yêu thương lần đầu, hay là mình ba mình trúng số hay gì đó, giống như nó vui vẻ vậy đó, vui và vui vậy đó. Các bạn thấy tỷ lệ nó cũng khoảng trừ khoảng 30%, hơn 30%, 30-40%. Cái không vui không buồn, cái trạng thái này là cái trạng thái giống như là người ta gọi là
năm ăn năm thua, không có rõ cái vui buồn rõ, cũng có sự việc có vui có sự việc buồn, hay hay số người này gọi ba phải thôi trả lời luôn cho không vui không buồn chắc ăn. Các bạn đáng quan tâm cái chỗ là hơi buồn rất buồn, cái tâm trạng này á là khoảng 30% cái ấy, khoảng 30% trong trong số các bạn đây. Như vậy thì các bạn thấy là nếu mà 100 người thì có 30 người, 50 người thì có khoảng là 15 người cái tâm trạng hơi buồn rất buồn. Thì các bạn phải hiểu là mình đánh giá như vậy đó, nhưng mà khi bây giờ mình khám mình áp dụng trên bệnh nhân mình khám sao người ta biết tâm trạng thì mình hỏi như vậy ạ, giờ gần đây tâm trạng của anh chị như thế nào, có cảm giác giống như là rất vui vẻ hay không vui không buồn hay là hơi buồn buồn, có thể nó nói cho các bạn nghe. Nhưng mấy bạn chú ý là mình phải thể hiện cái sự quan tâm chia sẻ, thể hiện cái sự đồng cảm, thể hiện cái sự mà mình đến đây mình nói hỏi này để mình giúp đỡ, do đó các bạn chú ý. Thì cái triệu chứng các bạn nào mà click vô cái chỗ mà hơi buồn và rất buồn này nè, người ta gọi là khí sắc trầm, là dưới trung bình đó, tạm gọi là dưới trung bình đó, là khí sắc trầm. Khí sắc trầm nó giống như một cái triệu chứng đau hố chuột phải trong cái viêm phổi á, khí sắc trầm nó một triệu chứng quan trọng trong cái trầm cảm, do đó các bạn chú ý. Như vậy thì các bạn thấy là trong đây nếu hồi chút xíu nữa đó, bước qua cái phần hội chứng về tâm thần đó, mà các bạn thấy là mình vẫn có những cái triệu chứng khác về mặt trầm cảm đó, là phải có vấn đề và đủ thời gian ít nhất khoảng 2 tuần lễ. Như vậy thì các bạn đã tự mình khám mình được đó, bây giờ mình khám bạn mình thì sao, khám bệnh nhân mình sao, mình phải phải suy nghĩ. Như vậy thì giảm giảm bật mất cảm xúc thì các bạn thấy là cảm xúc giảm, cảm xúc bàng quan vô cảm ha, tăng cảm xúc thì cảm xúc không ổn định, cảm xúc say đắm phái cảm và thấy tăng giảm. Có một cái loại giảm cảm xúc này nó không liên quan trầm cảm mà liên quan tâm thần công việc với chị, hay thờ ơ vô cảm. Thì các bạn hình dung là cái người mà tâm thần công việc lâu ngày đó, họ mất đi rồi thế năng tâm thần hay là những cái hoạt động sống, trong đó nó có cảm xúc, trong đó nó có tư duy, trong đó có hành vi ý chí. Thì cảm xúc mấy bạn thấy là mất đi cảm xúc nghĩa là sao? Nó không chia sẻ được cảm xúc được. Chẳng hạn ở nhà có đám cưới đám giỗ không biết chia sẻ cái niềm vui hay nỗi buồn nội dung bên trong, cũng cứ thờ ơ mặt cũng giống thật thật vậy ha. Do đó các bạn thấy là cái sự chia sẻ cảm xúc không có, hay là thờ ơ vô cảm ha. Do đó bây giờ họ sống với bản năng thôi, giống giống như có đồ ăn họ mới vui, ví dụ vậy đó. Các bạn thấy là đó là chỉ xảy ra, mình sử dụng cái từ vô cảm chỉ xảy ra ở bệnh nhân tâm thần phân liệt mạng tính ha. Như vậy thì mình đã bước qua cảm xúc, cảm giác, tri giác, mình đã qua cảm xúc, mình bước tới phần tư duy và rối loạn tư duy. Mấy bạn nhớ cái nào tư duy nghĩa là sao? Là suy nghĩ, là phán xét, là phán đoán, là niềm tin, nó là tư duy đó. Cái nào mà mình thấy bệnh nhân á, nhưng mà thỉnh thoảng người Việt Nam mình cũng nói tôi thấy như vậy đó, tôi thấy là ông đó ông sai đúng, nhưng thật ra cái đó là ông phán xét chứ không phải ông thấy. Bạn nghe cái từ ông nói tôi thấy vậy đó, nhưng thật ra là không phải ông nhìn mà ông cũng đang suy nghĩ, đang tư duy, các bạn phải chú ý. Và khi mà mình ông nói ông thấy vậy đó, nhưng mình ghi vô là bệnh nhân phán xét người này người kia ra sao, mình phải ghi đúng từ ngữ, nó mới thuộc về tư duy. Tư duy thì nhịp nhanh nhịp chậm, hình thức phát ngôn mái phát không như thế nào, một người hay nhiều người, kết cấu và nội dung bên trong cái lời cái người người đó nói như thế nào. Các bạn đây là cái bức tường bệnh nhân kích động ở ở trong bệnh viện tâm thần, các bạn mình chụp lại các bạn thấy là cái ông bệnh nhân cũng ghi nè: Mặt trận Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Tường An, một vé ba đi, giống như lá cờ, cái số hiệu gì đây, CNL đó, có cái sao mà sao. Cuối cùng mấy bạn nhìn cái này mấy bạn hiểu viết gì không? Đâu đó là giống như một cái văn bản, đâu đó giống như vẽ lá cờ, đâu đó giống như cái huy hiệu huy chương gì đó. Nói chung là nhớ tới đâu gắn tới đó, hỗn tạp. Tại sao có cái này? Tại do cái tư duy người đó nó bị xáo trộn. Do đó các bạn thấy ra này,
đối với mình thì nó bất thường, nhưng đối với họ, họ họ có cái tư duy kiểu gì đó, tư duy của họ nó đảo lộn hết, họ mới ra được cái hành vi, cái bức ảnh như vậy. Do đó các bạn thấy là bạn giải thích làm sao, giải thích là tại sao họ có hành vi như vậy, tại vì cái tư duy họ nó bị rất là rối loạn nhau. Và quan trọng nhất là mình coi nội dung bên trong cái tư duy là gì, mình mới diễn giải được cái bệnh gì và cái lý do tại sao mà người ta có hành vi như vậy và nội dung của tư duy. Thì trong cái nội dung tư duy các bạn sẽ học về hoang tưởng, định kiến và ám ảnh. Thì hoang tưởng đó, đó là cái định nghĩa hoang tưởng là ý tưởng phán đoán sai lầm không phù hợp thực tế, người bệnh cho hoàn toàn là chính xác mặc dù có bằng chứng đối lập cũng là cho chính xác luôn. Cái chị đó chị nhập viện nhiều lần mấy bạn, mỗi lần nhập viện lý do rồi chị bệnh lại, chị bỏ uống thuốc chị nói mẹ chị là mẹ ghẻ, rồi bà tìm cách bà bỏ độc cho thức ăn gì đó, gặp bà là cầm dao lên được chém bà. Do đó các bạn thấy là kinh khủng mức độ gì đó, lên kích động la hét mẹ mẹ ruột từ nhỏ tới lớn, nhưng mà khi bệnh lên nó mày rẻ, nó bằng chứng đối lập luôn mà chỉ không tin chị nói gì đó, nó là hoang tưởng rất rõ. Do đó mấy bạn mấy anh chị thấy là không có mà diễn giải thành có hay suy nghĩ thành có đó, nó là hoang tưởng và ảo giác. Ảo giác diễn giải thành có à, sử dụng giác quan. Như vậy thì mấy chị thấy là cái đặc trưng của nó là rất là sai lầm, mất hoàn toàn cái khả năng phê phán à. Nhưng dĩ nhiên là không phù hợp với cái niềm tin tôn giáo hoặc là một cái nền văn hóa nào nha mấy anh chị. Nhiều khi mình thấy nó lạ nhưng thực ra thuộc về tôn giáo hay là văn hóa thì không phải bệnh lý. Cái ông này ổng không có một cái niềm tin nha, suy nghĩ là ổng sẽ mặc đồ rộng hơn bình thường thì ổng sẽ cao to hơn bình thường, ổng có suy nghĩ gì đó. Nhưng mình nhìn vô thì ổng thấy ổng mặc đồ rất là lạ kỳ, không phù hợp thực tế, ổng là người kỳ cục đó, nói chung là vậy. Nhưng mà tại ổng suy nghĩ gì nên ổng mặc đồ cao to hơn bình thường. Do đó mấy bạn thấy là cái suy nghĩ, cái niềm tin mang tính chất hoang tưởng ổng làm cho ổng có cái hành động bất thường như vậy. Định kiến hay là nó có cái từ tiếng Anh là over value ha, idea tức là ý tưởng nó quá đáng. Chẳng hạn như là những ý tưởng dựa trên thực tế có thể lý giải được và thể hiểu được và chiếm một vị trí nổi trội. Mấy bạn giống như là khi mấy bạn gặp một người nào có hình xăm trên người, tự nhiên mình có ừ, cái ông đó chắc không có tốt rồi, dân mà xì ke ma tí hay là gì rồi, nó là định kiến đó mà. Nhưng mà cái này nó nhẹ, nếu mình giải thích là ừ ông đó ông là ông thích xăm thôi, thật ra ông làm nghề này kia cũng tốt thì mình cũng bỏ qua không vấn đề gì hết, nó là định kiến. Tự nhiên mình mặc cảm ha, cái đó là do định kiến đó chị ha. Tự nhiên mình mệt trong người cái tự nhiên xuất hiện cái suy nghĩ ha, xấu xa mình không tốt như nhân ha, ví dụ vậy. Các bạn nhớ là nội dung tư duy thì nó có 3 triệu chứng: hoang tưởng, định kiến, ám ảnh. Cái cưỡng bách đó là một cái triệu chứng đi theo ám ảnh chứ không phải nó thuộc về cái nội dung tư duy cái gì. Như vậy thì ám ảnh là những ý nghĩ hồi ức nghi ngờ không phù hợp thực tế xuất hiện trên người bệnh, mang tính chất cưỡng chế, cưỡng bách. Người bệnh ý thức được điều đó là bệnh tật. Các bạn sẽ thấy nó khác, nó khác so với cái ông mà hoang tưởng là ông nói là chắc chắn điều đó là đúng. Cái người này người ta nhớ lại sợ này sợ kia, bản thân người ta thấy mình chắc chắc tôi bị bệnh rồi, tôi bị tâm thần luôn rồi có sĩ ơi. Mấy người mà nói chắc tôi suy nghĩ tôi sợ bệnh ghét là tôi sợ dơ hay tôi sợ đồ cao thì ghét chắc tôi bị tâm thần quá. Mấy người mà nói vậy đó là mấy người bị ám ảnh. Còn mà cái ông hoang tưởng không bao giờ ông chấp nhận ông bị bệnh, và đặc biệt là ông rất là bực khi ai nói ông bị tâm thần. Do đó các bạn thấy là cái người mà không có biết người ta bệnh gì hết, coi chừng người ta bị bệnh. Còn cái người mà ta biết ừ ta bệnh gì đó, nó là người ta đang bị ám ảnh sợ nha. Cái nhóm này nhóm lo âu. Do đó các bạn thấy là chắc tôi bệnh nặng lắm bác sĩ ơi, tôi đi khám bệnh hoài luôn bác sĩ ơi, rồi bác sĩ A, bác sĩ B, tiến sĩ A đi nói tôi bệnh này bệnh nọ đủ thứ, hay tôi mệt mệt hoài tôi nói là chắc tôi bị bệnh gì đó. Cái một số người khác chắc bà bị hoang tưởng bị bệnh rồi, nếu mà nói từ hoang tưởng là khác các bạn ha. Còn ám ảnh sợ bệnh nó khác, đa phần là ám ảnh sợ bệnh ha.
Như vậy thì cái ám ảnh cưỡng bách, cái hình ảnh mà nó rõ nhất là sợi dơ rửa tay, sợi dơ rửa tay, do đó các bạn suy luận ra có thể là sợ bệnh, đi khám bệnh, có thể làm gì đó đối chiếu lại. Cái cưỡng bách là những hành động hay nghi thức để đối phó lại cái ám ảnh, cho bớt ám ảnh. Thật ra là nói cái từ bớt ám ảnh cho cái người đó thôi, nhưng mà thật ra ở ngoài mình nhìn vô nó là củng cố lại cái ám ảnh nha, cái hành vi đó củng cố ám ảnh. Mấy bạn hình dung là cái chị đó chỉ khám bệnh đó, chỉ rửa tay, chỉ rửa sàn nhà, chỉ giặt đồ đó, 1 tháng chỉ tốn khoảng hơn 1 triệu đồng tiền nước. Nước mà mình xài nhiều, mấy bạn thấy cái gia đình mà cho xài nhiều có thể là 100-200 ngàn, bao nhiêu khối đó trở lại thôi. Chị này 1 triệu mấy tiền nước, chứng tỏ là chị chỉ với chồng chỉ thôi mà chỉ ở nhà suốt á, có anh chỉ xài mà nước đó 1 triệu mấy, chứng tỏ là chị xài nước rất là nhiều, chị rửa. Chỉ đi ra vô chị thấy đồ bắt đầu trong nhà đồ sạch á, chị thấy dơ nữa bắt đầu chị bỏ vô máy giặt chị giặt nữa ha. Còn có cái bạn bệnh nhân này đó là nó sợ dơ mà. Thùng rác sọt rác nó dục ra ngoài hết ha. Đi đâu đi, đi ra vô hội nó thấy sọt rác ba nó đem vô nó dục ra đó, nó cứ làm hoài đó, và nó cứ đụng cái này đụng kia, nó đi rửa tay nó làm suốt vậy đó. Không có đánh răng thì nó đánh ra mũi luôn, nó đánh nó sợ chưa sạch nó đánh hoài. Do đó các bạn thấy là sợ cái hình ảnh ám ảnh là gì đó, cái hành động để đối phó nó là cái hành động cưỡng bách. À, cái ám ảnh cưỡng bách thì nó rất là nhiều, ám ảnh tính toán suy luận, ám ảnh sợ thực hiện nha. Ám ảnh sợ mấy chị, chẳng hạn như bây giờ kêu ám ảnh sợ thực hiện, kêu đứng lên phát biểu, hay ám ảnh sợ xã hội đó, run sợ mà không biết sợ gì. Chẳng hạn như vậy, đứng lên phát biểu có chết chóc ai đâu cũng sợ, mà thật sự rất là nhiều người sợ, nó thuộc về văn hóa nha. Thì mấy chị sẽ thấy mấy người mà ngăn nắp sợ thấy mất trật tự nhân dân, mấy người đó là có nhân cách ám ảnh sợ nha. Như vậy mình bước qua cái phần tư duy suy nghĩ, có 2 triệu chứng loạn thần, đó là ảo giác và hoang tưởng. Mình bước qua cái hành vi, mấy bạn hành vi thì dễ rồi, cái hành động ra rồi, bạn tất cả hành vi bất thường hết. Như vậy thì cái hành vi nó bất thường rất là dễ nhận nhận ra. Hành vi tự sát, hành vi đánh người, hành vi đi lang thang, hành vi phân biệt đối xử, hành vi tự kỷ, nói chung không tiếp xúc ai. Như vậy thì nó chỉ là cái ngọn thôi, bên trong cái hành vi đó là gì mới là bệnh lý. Do đó hành vi nó chỉ là ngọn vấn đề thôi. Ví dụ chẳng hạn như chị này chỉ chết, chỉ ra cầu, chỉ nhảy cầu, chỉ đứng trên cầu chị nhảy, hoặc là chị đây ra đường dây xe lửa, chị chờ xe lửa chạy tới cán chị muốn chết, thì công an mới bắt chị và đưa vô bệnh viện tâm thần ở nước ngoài vậy đó. Mấy chị thấy thấy người có ý tưởng hay nói ra cái tự sát hay hành vi gì có nguy cơ đánh mạng tự sát đó, là ta đưa ngay cho bệnh viện tâm thần, không nói gì nhiều hết. Như vậy thì cảnh sát rồi với bác sĩ hỏi tại sao chị muốn chết, thì chỉ nói là bây giờ tôi bế tắc rồi, giờ tôi mấy tháng nay tôi sống trong cái cảnh bế tắc, tôi không có đường thoát, gia đình tôi cái này cái nọ, nhân dân và công việc tôi cái này cái nọ, như vậy tôi bỏ ăn bỏ ngủ mà tôi không thấy cái đường nào mà để lối thoát cho tôi ngoài cái chết. Như vậy thì chị này có khả năng là bị trầm cảm. Còn mà công an cảnh sát mà hỏi, hoặc là bác sĩ hỏi đi tại sao chị ngồi đây, thì chị này nó chỉ nói là tới ngày đó tháng đó đó tôi phải ngồi đây nè, và tôi phải lên thiên đàng xe lửa kháng đúng đôi giờ này nè mới lên thiên đàng. Như vậy là chị này chỉ có cái hiện tượng hoang tưởng, hay là có ai kêu tôi, hay là nói tôi và ép tôi làm cái này ngồi đây, thì còn chừng có hoang tưởng hay ảo giác chi phối chị, thì đó là bệnh lý khác. Đây là cái anh điều dưỡng anh gửi khi sau khi anh bệnh nhân người nhà, người ta đưa bệnh nhân vô bệnh viện, thì đưa vô bệnh viện ở trạng thái kích động. Tại sao kích động các bạn biết không? Ở nhà đã kích động rồi, nhưng mà bệnh nhân này đó mà bị người nhà dụ dụ là nói ừ tôi đi lên chở lên Cần Thơ chơi, ví dụ chở lên chợ chơi, sao chở thẳng vô cái bệnh viện tâm thần luôn, quá tức kích động.
thì kích động ở bệnh viện tâm thần thì mấy bạn thấy là chỉ có mấy bạn mấy anh chị điều dưỡng ra bắt bệnh nhân lại thôi, nó khổ cái gì đó mấy bạn. Một số bệnh viện thì có điều kiện hơn đó, người ta có bảo vệ chuyên nhiệm vụ là coi như nếu mà tình huống mà gọi là tình huống nguy hiểm đó, người ta sẽ bắt bệnh nhân, tức là bằng một cách để làm sao cho an toàn cho bệnh nhân và những người xung quanh. Nhưng mà đa phần các bệnh viện mà không có đủ người đó thì điều dưỡng được tham gia, hoặc là kể cả bác sĩ luôn. Sau khi mà cố định được anh này đó thì thấy trong người anh này có cái dao với mấy cái cựa sắt gà rất là nguy hiểm. Anh này ở nhà là anh nói là những người xung quanh anh là thù địch cho anh, công an đồ đang tìm cách bắt anh đang làm lớn điều gì đó, do đó anh thủ người anh rất là sợ ai đến đỡ tiếp cận anh. Mấy bạn thấy rất là nguy hiểm. Cái hành động anh kích động, hành động anh thủ dao, thủ cựa gà, cựa sắt trong người đó và do cái suy nghĩ mang tính chất hoang tưởng của anh gây ra. Do đó mấy bạn thấy cái hành vi nó liên kết, hành vi bất thường liên kết với những cái hoang tưởng ảo giác rất nguy hiểm mà. Trên thực tế thì mấy bạn thấy là nếu mình không có nghề, không có chuyên môn đó, thì điều dưỡng bác sĩ mình ra mà lỡ rút ra được cái này đó thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà đây là một cái tình trạng thực tế nha, thực tế. Mấy bạn bước qua được cái hành vi, mấy bạn bước qua cái triệu chứng về mặt chú ý và rối loạn chú ý. Chú ý thì là chú ý mấy bạn thấy là làm sao mà đưa được thông tin vô não, cái đầu tiên nhất là phải chú ý nha, là năng lực tập trung của quá trình hoạt động tâm thần. Thì cái chất lượng chú ý phụ thuộc vào cái trạng thái tâm thần cơ thể, ý chí mạnh hay yếu, mức độ mục đích của sự việc và sự hứng thú của cái thông tin đó. Do đó các bạn thấy là chú ý thì ngày càng người nhiều người trẻ đó, ngay cả các bạn đi học luôn cũng đi khám, quay đến anh thì khám thì nói là dạo gần đây sao trí nhớ không tốt, là do quá trình chú ý này nó bị kém, chứ không phải là mình cái bộ nhớ mình nhớ không hết, do mình nhớ nhiều thứ quá, mình bận tâm về công việc, bận tâm việc học, hết chuyên pha này tới chuyên pha khác, bận tâm về việc tình cảm nhân dân, cái đầu mình chứa rất là nhiều thông tin vậy đó, mình không tập trung được. Do đó khi mà giảng bài thì kia đó mấy bạn không nhớ, đó rồi kém chú ý tập trung. Trí nhớ thì mấy bạn đó, nhớ là trí nhớ tức thì, trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn. Chẳng hạn như tức là mình do mình kém tập trung đó, thông tin không vô thì thường mình quên cái trí nhớ tức thì hoặc trí nhớ ngắn hạn. Còn bị Alzheimer đó hay là sa sút tâm thần tuổi già đó, đầu tiên có thể là quên trí nhớ tức thì, trí nhớ ngắn hạn, sau này quên luôn trí nhớ dài hạn luôn các bạn ha. Do đó lúc đầu mấy ông bà mình nhớ rất là kỹ cái thông tin ngày xưa, nhưng mà những cái chuyện mà trước mắt mới xảy ra hôm qua hôm kia mình không nhớ, do đó người ta còn trí nhớ dài hạn nặng quá là quên luôn trí nhớ xa. Trí nhớ thì giảm nhớ tăng nhớ ha. Có một cái thú vị trong cái bệnh nhân trầm hưng cảm các bạn, người ta tăng nhớ, ta nhớ chi tiết nhỏ 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 trong tối qua khoảng 10 giờ 30 phút, 31 phút người ta đang làm cái gì, ta nhớ đến mức độ gì đó nha. Mấy bạn bước qua cái nhóm thứ hai là hội chứng tâm thần nha. Hội chứng tại sao có cái nhóm hội chứng này, tại vì cái triệu chứng nó rời rạc, hội chứng nó mới là gần như giống như cái bệnh. Và trong cái chương trình học có thể mấy bạn không bao quát được hết tất cả các bệnh, do đó sẽ giới thiệu phần hội chứng cho các bạn hình dung. Hội chứng tâm thần thì nó có tâm thần thực tổn, tức là mấy bạn nhớ trong cái nhóm F0 của theo ICD-10 phân loại đó là có tổn thương thực tổn gây ra những cái triệu chứng về mặt tâm thần ha. Thứ nhất là sa sút tâm thần. Sa sút tâm thần thì cái thực tử này là ngày xưa có bên loạn kinh thì người ta sa sút trí tuệ, các bạn nhớ nhớ nào cũng đúng hết trơn, là sa sút tâm thần. Sau này người ta gọi suy giảm nhận thức thần kinh ha. Nó là một cái bệnh lý của não thường mãn tính và ít nhất là khoảng 6 tháng, cơ bản vậy thôi các bạn ha. Nếu mà nó diễn ra từ từ tiến diễn chậm 6 tháng, và rối loạn về mặt trí nhớ
suy giảm khả năng tư duy suy luận, khó khăn trong tập trung chú ý, suy giảm cái định hướng tính toán học tập ngôn ngữ phán xét. Do đó các bạn thấy là rõ ràng ở xảy ra ở ông bà của mình lớn lớn tuổi đó bắt đầu suy giảm trí nhớ, khả năng tư duy, nhưng mà sao họ vẫn tỉnh táo, họ không bị rối loạn ý thức. Bạn nhớ nha, họ quên, họ này kia đó, họ làm việc lộn cộng, họ sử dụng từ hơi rối, họ không có chủ ngữ vị ngữ nhân dân. Thì mấy bạn nhớ là nhưng mà ý thức họ tỉnh táo và bệnh lý tiến triển từ từ, nó là sa sút tâm thần. Sáng là một cái hội chứng không điển hình về bệnh nguyên, nó xuất hiện đồng thời với cái rối loạn ý thức và chú ý. Mấy bạn thấy lúc tỉnh, lúc mê, lúc lờ đờ, lúc nói chuyện đúng, lúc nói chuyện sai, kèm theo những cái triệu chứng khác về mặt tâm thần và nó dao động. Và đặc biệt là khi mình khám lâm sàng hoặc cần lâm sàng đó, thì mình thấy là có cái vấn đề liên quan tới tới bệnh lý cơ thể rất là nặng, làm ảnh hưởng lên cái ý thức hay chú ý của bệnh nhân. Do đó các bạn phân biệt sản với sa sút tâm thần, hội chứng tâm thần tự tổn. Có loạn liên quan tới chất thì các bạn thấy là chất thì có hai nhóm, khi sử dụng vô thì nó là nhiễm độc chất, khi mà thiếu chất sau thời gian sử dụng kéo dài được là ca chất ha. Nhiễm độc chất đó là một cái hội chứng xuất hiện sau khi sử dụng rượu hoặc là chất hoạt động trên tâm thần, tức là sau khi xuất hiện ha, sau khi sử dụng đó nó xuất hiện ra, có người lè nhè, có người nói chuyện liếu nhíu, có người thì bắt đầu hưng phấn lên, có người thì xuất hiện ảo giác hoang tưởng luôn. Mấy người mà sử dụng đập đá, mấy bạn nghe đập đá đó là họ sử dụng cái đá mà đốt thông qua một cái bình giống bình hồ lô, hút qua cái chân không nước đó, thì mấy bạn thấy là bị nhiễm độc hay là ngáo đá đó, tự nhiên họ xuất hiện hoang tưởng ảo giác, đó là nhiễm độc, bầu chạy lên cố thủ trên cục điện nóc nhà như trên ha. Đó là khi mà vừa mới sử dụng ha, xuất hiện những cái hội chứng năm lần. Nhưng mà tuy nhiên thì cái nhiễm độc chất thì không phải lúc nào cũng phản ánh đúng cái tính chất hoạt động của nó, đôi khi là rượu nó chất ức chế nhưng mà nó kích động ha, ví dụ vậy. Nhưng mà sau khi sử dụng chất đó thì người ta xuất hiện một hội chứng tâm thần rồi nhiễm độc. Ca chất là xuất hiện sau khi ngừng sử dụng chất hoàn toàn hoặc là tương đối, ở người sử dụng gặp đi gặp lại, thông thường phải kéo dài hoặc liều cao, giống như sử dụng rượu mà nghiện luôn đó. Các bạn thấy sau khi mà ngưng nó xuất hiện hội chứng cai rượu, run rẩy tay chân, thấy ma thấy quỷ nhân dân, hồi hộp đánh trống ngực nhân dân, rất là nhiều triệu chứng sức mô hộp, lã mồ hôi nhân dân, hoặc là ngưng heroin nha, ví dụ vậy, thì đó là hội chứng cai. Mấy bạn nghe cái từ loạn thần với loạn thần kinh, do đó cái từ loạn thần kinh sắp tới sẽ bỏ, nhưng các bạn nhớ tại vì cái này ICD-10 nó có, mình phải lưu lại. Loạn thần các bạn nhớ rồi, nãy mình có hai cái triệu chứng, nó là hoang tưởng ảo giác. Như vậy đó, mấy bạn sẽ đoán ra hành vi nó như thế nào, bất thường ha. Thì cái loạn thần đặc điểm của nó là suy giảm sự kiểm chứng thực tế, rồi đánh giá sai lầm về tri giác và tư duy của mình, suy diễn không chính xác về thực tế bên ngoài và thậm chí đối diện với bằng chứng ngược lại của không tin. Thì các bạn thấy có loạn thần dương tính, loạn thần âm tính. Thần dương tính là hoang tưởng ảo giác, hành vi vô tổ chức, tư duy vô tổ chức. Loạn thần âm tính là mấy bạn mất mát đi cái cảm xúc, hành vi có ý chí và những cái suy nghĩ. Như vậy loạn thần, mấy bạn nghe từ loạn thần nó bất thường ha. Loạn thần kinh từ ngữ là neurosis, để đối phó là cái từ psychosis này, là không loạn thần mấy bạn, không loạn thần. Mặc dù triệu chứng nó cũng giống giống vậy đó, giống giống loạn thần vậy đó. Chẳng hạn như người ta sợ bệnh, người ta nói giống như hoang tưởng bệnh, nhưng mà những người này sao? Ta biết khi có bằng chứng đối lập hoặc là có sự giải thích đàng hoàng, người ta còn hiểu được và bản thân người ta thấy người ta cũng có vấn đề đó. Ý nào sau đây phù hợp với hình này?
Các bạn hình nhìn vô cái hình này như vậy. Thứ nhất là nó khó hiểu, mình không hiểu được. Thứ hai là nó thiếu sự kiểm chứng thực tế. Cái thứ ba là các bạn cho rằng hoang tưởng ảo giác không được, nhưng không có chính xác, không có phù hợp, nó là không có thực. Như vậy thì mấy bạn, tất cả những ý này nó liên quan vào thần nè, khó hiểu, thiếu kiểm chứng thực tế, bệnh nhân có hoang tưởng, bệnh nhân có ảo giác, và bệnh nhân có cái gì đó nó không có thực, không thực gì chứ. Như vậy tất cả những ý này nó liên quan vào thần hết, tất cả này à. Thì một cái người tiếp cận một cái bệnh nhân mà người ta khó hiểu, thiếu kiểm chứng thực tế, có triệu chứng hoang tưởng, có ảo giác và không có thực tế, không có thực, tức là những người ta nói hoặc người ta nghe đó không có thực thì nó là loạn thần à. Cái loạn thần kinh gì mấy bạn, nó là một cái thuật ngữ cũ chỉ để nhóm bệnh lý liên quan lo âu hay là stress, cảm giác sợ chết, khó thở, thở nhanh, run rẩy tay chân ha, đau đớn mệt mỏi ha, nói chung rất là khó chịu cơ thể. Thì cái người lo âu có hai cái nhóm triệu chứng mấy bạn. Thứ nhất là triệu chứng về mặt tâm thần, người ta sợ cái gì đó mà nó người ta còn phê phán, người ta đang sợ đó, người ta quá đáng hay sợ cái gì đó nó không phù hợp thực tế. Cái nhóm thứ hai là những cái triệu chứng cơ thể và tăng hoạt động thần kinh giao cảm lên, run rẩy, lã mồ hôi, hồi hộp, hết những người dân, và cái này nó cứ diễn ra kéo dài khó kiểm soát, nó là loạn thần kinh đó, hay là nó bị lo đó cái hội chứng gì có loạn cảm xúc, khí sắc, hưng cảm, trầm cảm các bạn. Như vậy thì hồi lúc nãy đó, bạn nào đã chọn gì hơi buồn, về rất buồn đó, mà kèm theo cái mất hứng thú, tức là những cái hoạt động mà của mình hàng ngày mình sở thích của mình đó mình bỏ bê, mình hay mệt mỏi, tập trung kém hay quên, mình thấy ảm đạm tương lai, ngủ kém, ăn kém, thậm chí là mình muốn giải thoát luôn, thì các bạn coi lại có đủ một số triệu chứng trong đây và thời gian đủ dài chừng 2 tuần lễ thì coi chừng nó bị trầm cảm thực sự, chứ không phải có một cái triệu chứng khí sắc trầm cảm hay khí sắc trầm là có trầm cảm các bạn, phải có kèm theo với những cái triệu chứng này và kéo dài 2 tuần lễ. Đối lập lại với trầm cảm, nó là trạng thái hưng cảm, khí sắc gia tăng, thay đổi từ cái vui tươi thân thiện đến phấn khích và không thể kiểm soát, tăng năng lượng ha, giảm cái nhu cầu ngủ, tự cao, nói mình có khả năng này nọ. Do đó các bạn thấy là cái hưng cảm thì trạng thái đối lập lại. Như vậy thì các bạn chú ý là cái tỷ lệ trầm cảm có thể dao động từ khoảng 10 đến 15% cái người trưởng thành, thì coi chừng mình lọt vô cái đó. Xin lỗi các bạn cho qua này. À, các bạn thấy màu sắc, màu đủ màu ở trên, các bạn thỉnh thoảng ra ngoài đường thấy ai bận đồ đủ màu cho người đó có xu hướng bị hưng cảm đó. Cái người trầm cảm thì mấy bạn thấy cái màu nó ảm đậm, nó xám xịt à, màu xám mới đúng cho các bạn. Chúng ta đi với cái hội chứng cuối cùng là hội chứng gì, rối loạn phát triển ở trẻ em. Nó là chậm phát triển tâm thần thứ nhất, cái thứ hai nó là tự kỷ cho em, đáng lẽ thứ ba còn cái tăng động, nhưng mà mình cần phải phân biệt chậm phát triển với cái tự kỷ. Chậm phát triển tâm thần thì theo là thuật ngữ của ICD-10, nhưng mà cái từ mới của nó trong 2013 cho đi là khiếm khuyết trí tuệ, khiếm khuyết trí tuệ. Thì cái chậm phát triển tâm thần đó là phát triển tâm thần bị ngưng lại hoặc là không trọn vẹn, suy giảm những cái kỹ năng đóng góp vào cái mức độ trí tuệ trong giai đoạn phát triển. Suy giảm bao gồm nhận thức, ngôn ngữ, vận động và những cái khả năng xã hội khác. Các bạn thấy là chậm. Tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa, khởi phát trước 3 tuổi, thường có thể phát hiện khoảng 18 tuổi trở đi, khi mà nó thay đổi môi trường này môi trường kia, nó thấy phát hiện có 2-3 môi trường đó mà nó vẫn có biểu hiện vậy tự kỷ. Thì rối loạn đặc trưng nó là thiếu tương tác xã hội, thiếu giao tiếp và hành vi giới hạn, định hình và chậm phát triển ngôn ngữ. Như vậy các bạn thấy là hai bệnh này ở trẻ em đó, nếu mà cái đứa trẻ tự kỷ mấy bạn thấy là nó không có tương tác, nó không học được đó, nó cũng chậm phát triển giống vậy luôn ha.
Như vậy nó khác cho chỗ nào? Đứa trẻ trẻ chậm phát triển đó, hầu như là nó do một cái bệnh lý về gen hoặc là sang chấn mang thai sau sau sanh hoặc trong quá trình sanh, nó làm cho não bộ em bé nó bị tổn thương, nó chứa không được thông tin, chẳng hạn như mấy bạn cho một số thông tin vô thôi, có đứa nó tổn thương ít thì thông tin nó chứa nhiều hơn chút xíu, nó học được lớp 5 lớp 6, đứa tổn thương nhiều quá nó học lớp 1 thôi, lớp 2 là chữ A rồi, nó không biết, nó chỉ biết chữ O thôi. Còn nặng quá nó nằm tại chỗ, nó là khiếm khuyết trí tuệ và do não bộ bị tổn thương và không phục hồi. Tự kỷ hầu như là trẻ nó cái não nó bình thường, nhưng mà do cái rào cản hay là cái bức tường ngăn cản cái kiến thức đi vô não bộ nó, và cái sự tương tác không có, nó không nhìn ai, nó không quan sát ai hết trơn. Do đó là nếu mà để nó bình thường vậy đó, nó tiếp tục vậy thì nó cũng chậm phát triển thôi, tại vì nó đâu có phát triển được, nó đâu có nghe nói gì ai đâu, không để ý. Như vậy mình phải có một cái chiến lược gọi là giáo dục đặc biệt, làm sao phá vỡ bức tường tương tác, giúp cho trẻ nó tương tác được, thì hy vọng nó có một số cái chức năng sống hoặc là một số mục tiêu mình can thiệp được, và để nó có thể tự giúp bản thân nó hay xã hội. Như vậy thì ngày càng xã hội phát triển đó, người ta càng tập trung vô cái tự kỷ để làm sao phát hiện nhiều để can thiệp sớm, hy vọng gỡ gạt được cái nhóm này. Và cái nhóm chậm phát triển thì mình tùy theo mục tiêu mình có thể can thiệp. Như vậy thì cái hoạt động tâm thần của con người, mấy bạn nhớ là nó có những cái ý gì đó, và những thay đổi, những cái bất thường trong những cái này nó tạo ra cái triệu chứng ha, tạo ra triệu chứng. Thì từ cái triệu chứng đó mình gom lại, nó sẽ có hội chứng, và hội chứng thì nó càng gần gũi với bệnh lý hơn, và mỗi bệnh lý nó sẽ có cái triệu chứng chứng đó. Các bạn sẽ thấy là đa phần không có cái cận lâm sàng để chứng đó xác định cái bệnh tâm thần, và nó chỉ là những cái tiêu chuẩn chặt chẽ, chẳng hạn như 10 triệu chứng thì các bạn cần cần 4 cần 5 triệu chứng trong vòng bao nhiêu tuần lễ, nó phải đảm bảo những cái triệu chứng đó thì nó mới chứng đó. Do đó các bạn thấy là do đó mình phải có một cái thái độ là thứ nhất mình thuộc bài, thứ hai là mình phải có kỹ năng thăm khám và khám nhiều mới biết. Tóm lại thì các bạn thấy là tri giác, cảm xúc, tư duy, hành vi, trí nhớ, hội chứng tâm thần thì bài cũng hết. Thì các bạn hãy cho cái một câu hỏi, ưu tiên ba câu hỏi đầu tiên. Mấy bạn nhớ khi đặt câu hỏi phải có câu hỏi đàng hoàng nha. Thầy thường điều trị mất trí, giảm trí, như vậy thì câu hỏi của bạn có thể là ừ, cái trí nhớ có thể điều trị được hay không nha, các bạn hỏi vậy đó. Rồi đủ ba câu nha, các bạn đủ ba câu phá lại. Như vậy thì trí nhớ hồi nãy anh có đề cập tới kiểu trí nhớ đó, thì cái người trẻ mình đó đa phần than phiền trí nhớ là do họ kém tập trung, họ kém tập trung do họ căng thẳng, họ có nhiều việc quá. Kém tập trung kéo dài đó, nó thường có liên quan tới lo trầm cảm. Do đó các bạn thấy là cái hiện tượng trí nhớ mình nhiều đó, rối loạn trí nhớ nhiều đó, thì coi lại có bị lo trầm cảm hay không. Và nếu có lo trầm cảm đó, mức độ cần phải điều trị hay không, cái ranh giới là chỗ các bạn tự đánh giá. Các bạn thấy nó ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động sống của các bạn quá thì các bạn phải đi tìm để coi tư vấn có cần điều trị hay không, bạn chú ý. Thì nếu mà lo trầm cảm đó, nếu chữa đúng, các bạn tuân thủ làm tốt, uống đúng lộ trình và làm theo những cái hoạt động hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, thì hầu như trở lại bình thường, không khác gì người bình thường hết. Riêng đối với trí nhớ mà ở cái người bị Alzheimer hay các sa sút khác tùy theo bệnh, điển hình nó là các rối loạn trí sa sút tâm thần trong bệnh lý Alzheimer đó, thì các bạn phải có thái độ đánh giá và toàn diện, vừa cơ thể vừa tâm thần,
tại vì mấy người lớn tuổi nó còn bệnh lý cơ thể nữa. Thì các bạn ở mức độ đầu đó, các bạn thấy là ở ở giai đoạn mà sa sút tâm thần ở mức độ mà ở nhẹ đến trung bình đó các bạn, thì có thể can thiệp bằng thuốc suy giảm nhận thức để cải thiện nhận thức, thuốc điều trị nhận thức đó để cải thiện nhận thức. Thông thường điều trị cái lộ trình nó khoảng 6 đến 8 tuần sau bắt đầu có hiệu quả tốt và duy trì suốt đời. Cái điều trị nhận thức là sao? Làm chậm cái tiến trình suy giảm nhận thức xuống chứ không phải là giải quyết, nhưng các bạn thấy là rất hiệu quả, rất tốt. Và trong quá trình theo dõi đó thì nó sẽ xuất hiện những cái triệu chứng tâm thần khác chẳng hạn như là loạn thần vân vân, thì bác sĩ tâm thần sẽ có nhiệm vụ là chỉnh luôn cho cái người đó. Thì các bạn thấy là nó có hai nhóm, nhóm trẻ và nhóm già, nhóm lớn tuổi, cao tuổi. Câu hỏi thứ hai là hiện tượng mộng du được giải thích như thế nào? Cái mộng du thì anh về nghiên cứu giấc mơ đó, thì anh không có nghiên cứu nhiều. Thì mộng du đó, cái trong cái y khoa người ta rối loạn cận giấc ngủ nó là chứng miên hành, tức là rối loạn giấc ngủ mấy bạn sẽ thấy ngủ nhiều ngủ ít, rồi rối loạn cận giấc ngủ rồi đi trong giấc ngủ, hay là ta gọi là mộng du, hay là trên trên văn bản rồi là chứng miên hành, và do rối loạn cái hành vi trong cái giấc ngủ REM, tức là cái lúc đó là người ta giống như là đang thức vậy đó ha, đang thức vậy đó, thì có thể khống chế bằng cách đừng cho hạn chế cái giấc ngủ REM đó, có thể điều trị được, nhưng mà giải thích cơ chế thì không rõ do người ta ngủ cái tầng giấc ngủ REM nhiều quá ha. Vậy có cách nào giảm trí nhớ về một thứ gì đó không thầy? Cái bạn này hỏi câu này là giống như mình đang bận tâm về một thứ hoài đó, tức là khó kiểm soát. Chắc có lẽ bạn hỏi gì đó, làm sao để khống chế đó. Thông thường mấy bạn, chẳng hạn bác sĩ không chuyên khoa đó, tại vì anh cũng ngồi phòng khám ở Đại học Dược, cũng khám về về cái nội tổng quát. Thì anh muốn nghe những cái thầy cô khác, những anh chị khác nói là ông bà đừng có về, đừng có lo lo này lo chi, đừng có lo, hạn chế lo là khỏe. Mà người ta đang lo lắng mà mình kia nói câu đó là sao người ta bớt lo được, ví dụ vậy. Như vậy bạn có vấn đề nhớ cái thứ này hoài đó, có bạn khác nói về đừng có nhớ nữa là bạn khỏe à, nói câu đó là quệ vốn, không giúp được gì, thậm chí là người ta còn bị tổn thương hơn đó. Thì cái thái độ mà để bớt cái suy nghĩ đó thì nó có một cái biện pháp kích hoạt hành vi mấy bạn. Khi mấy bạn mà làm lặt vặt, làm này làm nọ, chạy bộ đi tới đi lui, làm đủ điều trên thì sẽ bớt cái suy nghĩ, tại vì không không có đầu óc nào mà chia sẻ được, chẳng hạn như mấy bạn vẫn suy nghĩ nhiều, mấy bạn vẫn làm được cái điều khác được. Do đó là đối với một cái người mà cứ bận tâm này nọ đó thì đối với anh á, anh nhắc nhở người nhà, nhắc nhở bệnh nhân, mà quan trọng người nhà nghe, phải có người theo dõi dẫn đi tới đi lui, rồi thấy nằm ở la thì nói là bác sĩ đã dặn rồi không được nằm, làm này làm nọ, thiết kế là bận rộn liên tục. Như vậy thì mấy bạn nhớ cái từ là bận rộn liên tục, nó làm cho các bạn nhớ bớt nhớ rồi cái này cái nọ ha. Thì cái đó là cái cách. Còn mà những cái liệu pháp mấy bạn đã chịu thua rồi đó thì chỉ có thuốc, thuốc nó làm cho các bạn bớt bớt nhớ về một cái gì nó mang tính chất tiêu cực. Mấy bạn nghĩ rằng nó vấn đề tâm lý cần phải chữa về tâm lý, thật ra là thuốc nó rất là hiệu quả. Như vậy là mình kết thúc cái bài giảng nha các bạn.